tối qua 21 tháng 9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Đà Tông, huyện Đam Rông. Đưa hàng về. Phiên chợ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 với sự tham gia của 13 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và 25 gian hàng. Chủ yếu là các mặt hàng dân dụng, mỹ phẩm, thời trang. Trong đó, 100% hàng hóa bày bán tại hội chợ là của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã được kiểm chứng là hàng Việt Nam đạt chất lượng. Sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia phiên chợ tập trung vào hàng tiêu dùng, đặc biệt là hàng thiết yếu mang thương hiệu Việt với chất lượng đảm bảo, phong phú, đa dạng về mẫu mã, giá cả hợp lý, phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Cùng với hoạt động bán hàng trực tiếp, các doanh nghiệp còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà, tư vấn sản phẩm, giúp cho người dân tiếp cận hàng Việt chất lượng đảm bảo với giá cả phải chăng. Hôm nay có mắt bộ lọc mang tới cho khách hàng ở xã Đạ Tông, huyện Đam Rông khoảng 1.000 mặt hàng. Trong đó hầu hết các mặt hàng là đều có giá khuyến mãi và 100% mặt hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Và đến đây thì thấy cái không khí của bà con rất là phấn khởi và vui tươi đi tham quan và mua sắm. Và mục đích của các mắt bảo lộc đến địa phương không chỉ là đưa những mặt hàng chất lượng cao tới cho bà con, mà mong muốn bà con được tiếp cận những cái sản phẩm tốt nhất của người Việt mình sản xuất. Khi mà đến cái phiên chợ lần này thì sức mua rất là ổn định và người dân cũng rất là hiếu kỳ, rất là dưỡng đất dễ mua sắm. Mình sẽ bán rẻ hơn cái giá thị trường từ 10.000 đến 15.000 đồng đến 20.000 đồng một sản phẩm để kích cầu cái sự tiêu dùng của bà con ở đây. Nói chung là người Việt Nam luôn tiêu dùng hàng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức ở các xã vùng sâu vùng xa của Đam Rông. Do vậy, bà con đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số vô cùng phấn khởi và tham gia mua hàng khá đông. Mặt khác, từ mẫu mã, chất lượng đến giá thành của các sản phẩm được bày bán tại phiên chợ đều khá phù hợp với nhu cầu và sức mua của bà con. Hôm nay là bà con mình rất phấn khởi tham gia vào khách hàng với lại hội chợ này, chung là sản phẩm là cũng thích hợp với bà con mình. Nói chung là các sản phẩm là giày dép, là các hàng hóa là nhà mình cũng dân mình cũng hài ý, cũng là đáp ứng với nhu cầu theo khách hàng. Lần đầu tiên ở tại địa phương xã Đạ Tông nói riêng cũng như là ba xã Đoàn Giòn nói chung có một cái hội chợ thương mại đưa hàng cũng như là đồ tiêu dùng về với bà con ở đây, thì là một người dân của địa phương thì bản thân tôi cũng thấy là cũng rất là thuận tiện cho bà con ở địa phương. Thứ nhất là về cái góc độ tiếp xúc của bà con với các cái mặt hàng, thứ hai nữa là về các cái chủng loại hàng hóa, thì ở tại cái hội chợ này các cái chủng loại hàng hóa cũng rất đa dạng và phong phú, chính vì vậy cũng tạo điều kiện để cho bà con tiếp xúc và tìm hiểu nhiều hơn. Việc tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Bên cạnh đó, hội chợ là dịp để các nhà sản xuất hàng Việt hiểu rõ nhu cầu của người tiêu dùng nông thôn, để kết nối nhà phân phối lẻ với doanh nghiệp sản xuất, tạo cơ hội làm ăn lâu dài. Qua đó nâng cao kiến thức tiêu dùng của người dân về việc phân biệt hàng thật, hàng giả, vân vân. Với cái phiên chợ này thì mục đích là để cho doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt Nam và một số đặc sản của vùng miền của địa phương đến tay người tiêu dùng để được giảm giá hơn, là qua bớt cái phần chi phí trung gian cũng như là các sản phẩm chất lượng tốt mà có giá rẻ hơn thị trường. Và đồng thời qua phiên chợ này thì cũng giúp cho các doanh nghiệp cũng như là các nhà sản xuất là hiểu rõ hơn cái người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy cái cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà do chính trị phát động. Đây là phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn thứ hai được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ đầu năm đến nay. Từ hiệu quả của hoạt động này đã góp phần tích cực giúp người tiêu dùng tiếp cận để tin dùng và gắn bó với hàng Việt. Bên cạnh đó, tạo ra sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và người dân khu vực nông thôn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước. Đồng thời còn là điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và tiếp cận được thị trường,
ở khu vực vùng sâu vùng xa như Đam Rông nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung.